Giờ chặt tầm chắc chục hàng này là phải một xe tải này. Hay để vài hàng mà lấy giống nhỉ? Đây này mía mới chặt đây mà bây giờ nó lại mọc ra nhiều lắm rồi các bạn này. Cái này to nhưng mà lại lạt. Nếu người dân bên này ăn ấy là thích mía này này. À, đúng rồi, thích to thôi. To với là mềm. Không kể ngọt đâu. Lấy mấy cái lá với là cái ngọn nó mới lâu. Ui, mấy cái ngọn này mà có bò về sớm sớm nhỉ? Cho bò ăn nhỉ? Bây giờ bò anh em mình đang tính tầm tháng nữa. Có cái trò hay lắm. Ba bốn anh em chơi nhá. Thì đấy, bằng hơn anh như sao? Bằng hơn anh thì thắng như sao? Đây này các bạn nghe này. Đấy, không khéo là cũng trồng ít mía luôn. Mùa này trồng mía luôn. Bảo anh Hoàng với Nam lấy ít mía giống ở trang trại này. Ok, hello, chào các bạn nha. Ok, chào các bạn, đây là channel Quang Linh Vlog của Sơn Châu Phi. Video hôm nay là bên Quang Linh Farm. Quy ra đâu kì? Thu hoạch mía nha mọi người. Bắt ra cả. Ui giời, quá là nhiều mía luôn. Cái này chắc là phải chặt. Chặt mất 2 ngày thì mới xong hết tất cả mía ở đây được. Tại vì cái lượng mía đợt kia trồng ấy, nó khá là nhiều. Và mùa này anh em cũng sẽ tập trung trồng thêm diện tích mía ra. Đây. Ui, từng này thu hoạch chắc là 2 ngày anh ạ. 2-3 ngày hết. Chào các bạn ơi. Phải 2-3 ngày hết đấy. Nè. Nhiều. Giờ chặt tầm chắc chục hàng này là phải một xe tải này. Thật à? Nhiều thế à? Nhiều rồi, ít đâu. Đây, rồi mía trong này đẹp thế này. Cái này giống mía đợt kia mua mua toàn giống mía này thì đẹp này. Mía tím ở dưới kia nó hơi nhỏ. Mía bây giờ mình trồng lại tất mía này hết. Trồng lại cái mía này chứ không trồng mía tím nữa. Mía này vừa mềm vừa to đẹp. Hay để vài hàng mà lấy giống nhỉ? Có lấy ra còn có để mấy hàng thế này. Ui, lấy giống thôi. Cái này đợt kia bóc một lần rồi, đợt này quên chưa bóc nên là bây giờ thu hoạch thì anh em sẽ tập trung cả cắt cả bóc ra luôn cho mía nó dài ra, biết đường mà ngọn ở đâu mà cắt. Đấy, ở dưới này hình như anh cắt ra đúng không? Anh cắt ra là anh trồng bên này một ít rồi đúng không? Trồng bên này này, trồng nhân rộng ra này. Đây bắt đầu lên rồi này đúng không? Ô, nhanh lên nhở? Mới bên cắt này đấy mà nó lại lên tiếp rồi này. Bên này mới trồng 15 ngày chứ mấy? Mía nó lại lên tiếp rồi. Đây mình chặt ra làm giống trong chỗ đấy đấy. Để trong mấy chỗ đấy, mía này. Còn nhiều, bây giờ mía tím nhỏ nhỉ? Mía tím thì tốt nhưng mà nhỏ. Tốt nhưng nhỏ, dài nhỉ? Dài. Cũng trong một ít. Trong lại một ít. Trong lại một ít mía tím à? Hoặc là mình để cái gốc này lên lấy mía tím này luôn chứ không trồng thêm mía tím nữa. Đợt kia em mua giống này to lắm đấy. Có nhiều cây ở dưới kia to nữa. Phần trên này nó nhỏ này. Đây này mía mới chặt đây mà bây giờ nó lại mọc ra nhiều lắm rồi các bạn này. Đấy. Bây giờ là tranh thủ cắt hết để tập trung đưa ra chợ bán. Rồi sau cho nó lên một lần luôn. Chứ cái trước lên xin. Nên giờ mình làm cỏ vun lại gốc. Nhiều. Đây mía tím này các bạn này. Mía tím thì cao nhỉ? Cao. Cao nhưng mà là kiểu bé. Bé. Hay là do ấy nhỉ? Hả? Hay do đất? Do đất nhỉ? Đất đâu phải đâu, cái này là dân bản. Em thấy cũng trồng cái mía này mà to lắm. Hình như ở dưới này có. Đợt kia chặt ra mà có loại to lắm. Hay ở dưới kia nhỉ? À không phải, giống này. Giống này. Đây, mía này. Hết rồi, toàn mía tím dưới này. Mía tím. Giống này này. Giống này mới to này. Mía xanh. Cái mía tím này nhỏ. Đúng không? Đúng rồi. Bên này ép nước thì được nhỉ? Hả? Ép nước hay nước mía thì ok. Còn hay là cũng còn được nhỉ? Trong mùa khô mà. Có chứ. Nước vẫn xả vào. Anh hầu vẫn xả vào bình thường mà. Thôi, bây giờ anh em tập trung thu hoạch ấy. Thu hoạch cho kịp 2 ngày là phải xong xuôi hết. Để đưa ra ngoài chợ bán nha mọi người.
Miếng vừa to. Cái này to. Miếng này mềm nhá. Mềm á? Miếng tím này cứng lắm. Nhưng mà này ngọt hơn. Cái này to nhưng mà lại lạt. Nếu mà người dân bên này ăn ấy là thích miếng này này. Đúng rồi, thích to thôi. To với là mềm. Không kể ngọt đâu. Cứ to là được. Nó bùng được. Đấy, không biết là có ngon hay không nhưng mà to mà rẻ là được. Thôi, anh em tập trung chặt. Ui giời. Ui giời. Ồ, nhanh nhở. Ui giời, anh Hoàng kìa. Không đu được rồi. Đấy. Team Angola thì đến gần đến đích rồi. Mà team Việt Nam mình này mới đến đây. Hả? Với Việt Nam nữa. Team Việt Nam mình mới đến đây nha mọi người. Team Angola này vơ vét lên đấy rồi mà. Chặt thì nhanh. Lấy mấy cái lá với là cái ngọn nó mới lâu. Ui, mấy cái ngọn này mà có bò về sớm sớm nhỉ, cho bò ăn nhỉ. Bây giờ bò anh em mình đang tính tầm tháng nữa đi lấy bò tên là chỗ công giáp về đây. Nhiều chắc mình thu hoạch cái mía này trước ấy. Dạ, con cái mía tím để đây đã. Mía tím à? Có nhiều lắm. Thì cứ chặt thôi, chặt đến 4 giờ chặt thì chắc chắn là xong. Các bạn là tách mấy cái này lâu. Hàng này đẹp hả? Thôi giờ giảm người chặt thôi để đi bóc vỏ thôi. Dạ. Giảm người chặt đi bóc vỏ về chặt ấy để mình bỏ mình đưa lên đấy thôi. Từng này cả xe rồi. Có xe cô ta cái này đáng lẽ là kia mà có thời gian nhiều thì tách ra trước. Rồi đi chặt sau. Thứ nhất là mía nhìn nó đẹp đẹp là một này. Vậy là rất là nhanh. Bây giờ cả chặt ra rồi cả tách mấy cái lá khô này nữa thì nó sẽ lâu nha mọi người. Mía này cao nhỉ? Cao nhỉ? To. Dài luôn đấy. Mía này đẹp này. Còn mía tím cái kia nó nhỏ quá. Nó phải trung bình như này thì ok hơn. Úi giời. Có chặt được nữa không đây? Thấy thở đấy mà. Đây đang chặt dưới đất đấy. Chặt cho nó ấy à. Để tầm 5 phân đấy. Để đấy. Đấy. Cho nó mọc ra chứ. Úi giời, 10 phân rồi. Đấy. Đừng có chọc cái chặt lún quá. Nhỏ to chặt hết. Chặt đây lô mát đây này. Đúng rồi. Bây giờ nha, có cái trò chơi như đây. Đây à. Có cái trò hay đó. 3-4 anh em chơi nhá. Cái trò này mình định cho người dân chơi này. Đây, hy sinh que mía nhá. Rồi, nha. Kiểu cân này. Cân đo ấy. Chặt ra kiểu mà chia ra một nửa nhá. Bây giờ nhá. 5.000 nhá. 5.000. Okay. Này. Rồi. Bây giờ nhá. Phải bằng mà. Chặt bằng đo bằng nhau ấy. Ai bằng hơn thì người ấy thắng. Được. Đây. Cái này dao phải sắc ấy. Chặt một phát đấy. Được. Rồi, căn đi. Đây, tạo trò chơi luôn. Cho anh chủ anh em đang chặt. Mình chơi cho người dân chơi cái này đấy. Phải tự được chưa? Tự hả? Thì ấy cứ đo đi. Rồi, chặt đi. Cứ đo đi rồi xếp lại là ai gần nút hơn thì người ấy thắng thôi. Đâu? Không, cho nó bằng tay. Không. Nhìn thôi mà. Cái đồng mắt đi. Cần tay ra chặt nên đừng chặt cả tay đấy. Được chưa? Được chưa thì chặt đi. Một phát. Phát một thôi nhá, chặt lần thôi phải chịu đấy. Một phát thôi. Cho bằng đấy. Nhìn không ăn thua rồi. Ê, chặt rồi. Gì đây? Đây.
Đây anh Hoàng đây. Úi giời, cả đốt, đang cả đốt. Rồi, để cho anh em ăn là à thôi, từ đây tí đã. Để anh Quý đã. Rồi. Đâu nào, gần bằng bằng hơn rồi. Chưa bằng hơn rồi. Chưa bằng. Thì đấy, bằng hơn anh như sao? Nhưng bằng hơn anh thì thắng như sao? Đây này các bạn nghe này. Dám thế à? Hả? Đây chơi đó. Đây. Ok cho anh Hoàng cái này. Anh Quý này. Ok, anh Quý 5.000 nhá. Nở nhá. Đây, để cho chị anh em ăn nhá. Đi thu hoạch mía vẫn có tiền anh em ạ. Thế cho anh em mỗi người bao nhiêu cân? 3. Un beso después le voy a callar 3. Ừ. Tres. Cho mọi người 3 cân. Mai bán như thế nào rồi mua đồ ăn tặng sau. Anh em làm trang trại sướng lắm. Ê. Ôi giời ơi. Nhiều lắm ấy. Cota tudo. Để chặt một lần luôn tí là chọn lọc ra. Những cái nào bé thì chắc là cho anh em trang trại thôi. Không đủ tiêu chuẩn đấy là cho anh em nó rải hết nhỏ tầm này này rồi tầm này này. Ui giời sót thế, đêm về chắc sót lắm đấy các bạn ạ. Hả? Không, mía không sót lắm. Em thấy ngứa rồi. Mía đâu không sót lắm. Em thấy ngứa rồi đấy. Đừng để nó đâm cái lông vấn nhỉ. Cái lông nó đâm vào tay rồi. Đây để đi gom anh em gom lại chặt khoảng gom mía này. Phải dọn 2 ngày về bè nhá, 2-3 ngày còn là ra cái xe nó tì rồi. Đây mía đây, gom đây nhỉ gom lại đây, gom phía tên này. Cái này phải chặt đọt nữa chứ. Đây cái đọt này, đọt xanh này mà cho bò ăn thì tuyệt nhỉ. Đây không có bò. Dê không ăn được. Đấy, mía đẹp như này mà. Này, những cái mía như này mới ưng các bạn này. Mía như này mới ưng. Cô đâu mama? Ok nha mọi người ơi. Đấy hiện tại thì sau một tiếng anh em cũng cắt được một nửa rồi. Chưa đến một nửa đâu, 1/3. Dưới kia đang nhiều lắm. Và một số người đi cắt và một số người sẽ đi gom lại như này nha mọi người. Tập kết lại một nơi để ngày mai ngày kia đưa ra chợ bán. Mình muốn chợ một lần đi bán cho xong luôn. Thì tầm sáng mai nữa sẽ cắt hết dưới kia. Đây, phần này là trên này xong rồi. Cái dưới này các bạn này. Ở dưới này thì nó là 10 mía mía tím. Và những cái cây mà mình chặt ấy, này, nó lên mầm hết rồi các bạn này. Đấy, mùa này là mưa xuống, bắt đầu lại mọc lên rồi. Vì thế là cắt cái thời điểm này là rất là đẹp. Mọc hết đấy anh nhỉ? Ừ. Đây, cái này dây là nhanh. Cái này mọc hết rồi. Cái này để anh em đi chặt xong rồi đi mai đi dọn rồi. Chặt xong dọn luôn nhỉ? Ừ, đi dọn lá, dọn bảo anh em để gốc, ý cái cây con không dầm cái gãy. Để vun gốc luôn mà, vun gốc đất mới vào chứ nào. Ui, nhiều lắm, dưới này một số nữa. Chắc cho anh em dừng chặt cái này. Để gom lại vậy. Đến hay là dừng lại đấy nhỉ? Ừ. Thôi em ơi. Chắc là dừng đi anh ơi. Cái này để ngày mai chặt. Những năm. Cái khúc này ngày mai chặt. Giờ không kịp đâu. Để cho anh em gom hết cái này lên kia. Chặt đốt cái bụi này đi. Đúng rồi, tập hợp lại. Chặt một phát đi hết một dạng. Thôi một phát một thôi. À, cái xe gà nhá. Aroma. Đấy, không khéo là cũng trồng ít mía luôn. Mùa này trồng mía luôn. Bảo anh Hoàng với Nam lấy ít mía giống ở trang trại này, chặt từng đốt một rồi là bỏ dưới đất trồng luôn. Mía dày trồng mà trồng mỗi nơi một tí. Bữa quay hậu trồng. Ừ, bữa quay nó dưới thế mà trồng thôi.
Ở trên này đang dấu ơi, nhiều lắm. Nhiều lắm. Cái này mới được cỡ 1/3. 1/3. Đây phải phải tầm 3-4 xe đấy. Không ít đâu. Tầm 3 xe, 3-4 xe. Trên này không bự tỉa rồi, dưới này thì nó dày. Ui, trong này lai mía này nhiều nhỉ. Mía nhỏ như này chắc là bán là rẻ này. Tại vì thực chất là mía người dân thì bên này cũng thích kiểu to. Nhưng mà này ngọt, cái này này ngọt. Như Việt Nam mình là thích ăn cái này này, ngọt. Mía to nhưng mà lạt. Cái mía này nồng 20 lít nhỉ. Còn mấy cây lai lai to nhỉ, đâu nhỉ? Đây, đó. Đây này. Cái này có khi giống khác ấy chứ, trồng lộn ấy. Giống khác, chắc là giống khác. To mới dài hay? To vừa to vừa dài. Nhưng nám hoang trong đã có tiền mua giống chưa? Đây phải trả tiền chứ này. Không, đây cứ một khúc 50 quan, 100 quan đây. Phải trả tiền một cây như này này. Mía là mình đổi công thôi. Chặt đây, chặt cái chiêu tưng ấy. Đấy, đổi công mới được khoảng tầm 20 à, đổi lấy công là thù lao đúng không? Đúng rồi. Thù lao là bằng mía đúng không? Đấy. Ôi dễ nhỉ. Thế thì ngày mai đưa đi làm chỗ khác tiếp. Mai đi, đi làm công trình xây dựng. Mình làm khoai lang xong mình kiếm ít khoai lang. Mai đi xây. Mai xây. Hôm sau làm cho cái nhà. Ôi mưa rồi, nhanh thôi. Trời bên này chắc mưa rồi. Rồi cho anh em chọc ra tập hợp lên phía trên này nhá. Đây, lên phía trên này đi. Cũng được khá đấy. Cầm dao lên nhá. Đang đầy ở dưới đất. Không có chặt ở đâu. Đây, tập hợp lên phía trên này hết. Ôi. Còn chắc mấy cái ngọn của nó là trên nữa mà. Tập hợp lên phía trên này hết nha mọi người. Khá là nhiều đấy. Cuidado, se mete aquí voy a tragar todo. Còn ở dưới kia người ta đang còn mấy anh em đang ấy nữa. Chặt nó nằm dưới đất đấy. Giờ bây giờ đưa lên. Cái này là mang để cả lá về ra chợ bán luôn này. Không, thích thì chặt đi, chặt lá để lá lại làm gì làm. Cái lá này bây giờ tính sao anh Quý nhỉ? Lá thì chắc để một số cho dê ăn, còn lại không hết thì phải đốt thôi, sau này đốt thôi. Không nhiều dê có ăn được nhỉ? Có dê, cái này bò thì nó ăn. Đẹp à? Ở nhà mà cao rồi. Tết rồi đi mua 2 cây. Tết để nhà cho nó mua thêm. Một bên một cây. Dừng bên đẹp. Bên thơ. Giá tiết. Tí nói bảo vệ canh rồi, canh như không. Có tuốt đấy. Đây giống đây chứ mua nữa. Coi bảo vệ bắn chết đâu. Thường đi với bảo vệ bảo vệ. Quay phim đúng không? Tao lên quay phim đúng không? Eu familia. Tội lo mò. Đứng này đấy. Từ cái chỗ này ra đây bắn là cũng đến đấy. Có ăn luôn đấy. AK. Đàn AK thì nó như xuyên hai đâu. Đây có phùng lực. Đàn cá mà dập hai và nó bị đấy. Nếu mà tỉnh như chạy vòng vòng đấy nhá. Chạy từ chỗ suối chạy lên đây này. Nắm bò nó chỗ cây khoai à. Trẻ tán với đây này. Rụt từng cây một lần ném ra cho Ngày xưa đi học quân sư biệt bò rồi. Nào đó, đất. Đấy. Chân phải tay trái. Làm mía này này. Làm cái áo ngụy trang ấy. Amigo aquí aquí. Thôi, từ này thì thôi cứ gom lại một chỗ như này. Mai lề lề, ui xe không biết vào đường nhỉ? Xe vào xe đường, nó không mưa vào đường được. Kia, vào đường này, ui khoai. Không thì cho vào đây luôn. Xe vào đường đây này. Để đây, bông bè nhỉ? Mình chặt cây đọt mía xong mình gom lại từng bó. Nó bốc lên xe thôi. Đây là chở người ta cướp rồi. Tranh cướp mua thì đây trước đi bán đây biết rồi. Mùa này là hiếm à. Mùa này ngoài chợ không có mía đâu. Mùa khô là 6 tháng ấy là có mía. Đấy người ta ăn hết rồi. Bây giờ là mùa mưa này là đang chờ lên, đang chờ chặt đấy, chặt xong rồi đang chờ lên đấy nên là nó khan. Ok, chắc là thôi. Bây giờ là mình với anh Quý dẫn Nam với anh Hoàng đi xem cái đất của trưởng thôn Cà Chua Tề. Đất kia nói là làm nông nghiệp ấy mọi người. Ok, mọi người cùng chờ đón cái series mà mía này nhá. Ok, chào các bạn nhá. Ok, bây giờ anh em ta đi nhỉ? Không phải tối mưa. Lần thân vào nông nghiệp đúng không? Đây là phải đi học hỏi nhiều mọi người. Ui, học phải học chứ. Cái gì phải một năm nữa.
Đúng là da mà đen đấy thì được. Da đang trắng như này vẫn chưa được đâu. Da phải đen ngăm ngăm cơ. Đi đúng với Quảng Linh. Chú nào có nhiều là chú đi học. Công đến làm công một ngày thôi. Ờ, đi công đấy này, xin giống đây. Đổi chứ, chưa có tiền mua thì phải đổi công. Chứ đang đổi công chứ đang. Đổi công. Quy công ra mà đổi.